mình vô bếp. Đã lâu lắm rồi mình không có vô bếp nấu ăn, thì hôm nay trở lại với cái bếp nhà mình thì mình sẽ nấu một món, đó là bún măng vịt. Thì mình sẽ nấu với cái loại măng mà hôm trước mình đi Việt Nam qua mình mang đông đá đó, thì hôm nay mình rã đông và mình sẽ nấu bún măng vịt ha. Thì đây mình đang bắt một cái nồi nước để luộc măng, rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người coi cho vui về món bún măng vịt mình nấu ở Mỹ như thế nào nha. Thì đây mình có một con vịt này mình mới mua về và mình chưa có rửa, thì mình đang chuẩn bị muối hột với lại gừng để mình rửa nó. Còn đây là măng tươi hôm nọ mình mang từ Việt Nam qua, thì bây giờ mình phải đi luộc để cho nó hết cái chất độc của măng và mùi hôi ha. Thì măng là này hôm trước mình mới chẻ ra thôi chứ mình chưa có luộc, thì bây giờ mình sẽ mang đi luộc nó. Còn con vịt này thì mình sẽ lấy muối hột và gừng, mình sẽ rửa sạch nó và sẽ sau đó thì sẽ chặt và ướp. Còn đây mình có vịt bún đây, để tí luộc măng xong thì sẽ luộc bún bún để ăn với bún vịt. Thì mình nấu với các gia vị thông thường: hành tiêu, nước mắm, gừng, rồi hành lá, hành phi ha. Thì bây giờ mình đi luộc măng và mình sẽ đi rửa vịt trước nha. Thì bây giờ mình sẽ đi giã muối và gừng để mình rửa con vịt cho nó sạch, nó thơm, nó không có bị hôi vịt ha. Mình sẽ rửa một ít và còn một ít gừng nữa để mình làm nước mắm gừng, và tí nữa mình sẽ bỏ vô trong cái xào với thịt vịt, ướp với thịt vịt. Bây giờ mình sẽ giã cái này ra để mình rửa. Đây mình đã giã xong và mình sẽ bỏ vô đây thêm một ít rượu trắng nữa, thì có rượu trắng cũng được hay giấm cũng được để cho nó khử mùi hôi tốt hơn ha. Vịt thì nó hơi bị hôi lông, nhất là ở Mỹ nữa, cho nên mình sẽ xét lên trong ngoài của con vịt. Mình thì gọi là vịt, còn người Nam thì gọi là dịch đó. Còn tiếng Anh thì gọi là duck. Sẽ mạt xe hết cho nó và rửa lại nước lạnh cho sạch ha. Đây mình rửa trong đây, họ có cái gan có mề mình cũng rửa luôn, moi ra coi tim nữa nè, gan tim phèo phổi lôi ra đó, không có huyết đâu. Ở đây nuôi mua mình muốn lấy huyết lấy tiết vịt đó là mình phải dặn người ta đó. Này mình sẽ bỏ qua một bên và mình sẽ rửa, chà rửa sạch sẽ đằng trước, đằng sau, đầu, cổ, cánh, miệng nó ha. Rồi khi nào mình xong mình sẽ rửa lại nước lạnh nhiều lần cho nó sạch. Đây là con vịt mình đã rửa sạch sẽ trắng trẻo rồi ha. Bây giờ mình sẽ đi cắt cắt nhỏ ra để mình ướp. Mình sẽ dùng cái kéo cắt chân giò cánh cặn đồ ra, cắt cái móng của nó đi, cắt qua bên đây thì tí dẹp đó. Mình sẽ cắt theo miếng to to vừa ăn để mà mình nấu, đừng có nhỏ quá ha. Mình nấu canh hầm thì mình chặt miếng to to, và mình sẽ trời sao cứng nấu thì nó sẽ ngon hơn. Khi nào mình kho thì mình sẽ cắt nhỏ, đó là mình theo cái sở thích của mình. Kéo này mình cũng về Việt Nam mình mua qua này, kêu cắt được xương vậy chứ mà không có cắt ngon đâu, kéo Nhật vậy đó. Thì một con vịt này mình mua ở ngay vùng của mình là miền Nam California ha, là 20 đồng. Hồi xưa thì nó rẻ hơn mà bây giờ thì cái gì cũng lên giá thì nó 20 đồng. Còn không biết ở chỗ khác thì làm sao, mình mua con này 20 đó. Rồi sẽ cắt đôi cái ức nó ra,
mình đi hôm nay mình may mắn mình mua được cái con này, nó cũng không có mỡ mọi người, nó cũng nạc nhiều lắm. Thường á mua con vịt mà nó bị béo mỡ là cái chỗ này da nó trắng và mỡ nó hai bên cục hai bên đây rất là nhiều, nhưng mà hôm nay con vịt này rất là nạc luôn, rất là ưng ý đó. Thôi bây giờ mình sẽ dùng dao mình chặt cho nó lẹ đi, chứ cắt bằng kéo đau tay quá. Đây thịt vịt mình đã chặt xong thì mình chặt miếng to to bự bự vậy ha. Đó thì bây giờ mình sẽ đi ướp, ướp với các gia vị thông thường thôi. Mình sẽ cho một muỗng muối nè, nước mắm, mình sẽ ướp sơ sơ thôi, rồi tí nữa mình sẽ xào và nêm nếm lại. Đây nước mắm và đường, mình sẽ ăn với lại có một xíu bột ngọt, cho nên là mình sẽ nêm một ít đường thôi. Và đây gừng hành này mình đã băm sẵn thì bây giờ mình sẽ ướp vô đây một ít và chừa một ít để tí mình xào thịt và xào măng. Mình sẽ sóc lên. Mình sẽ sprinkle một xíu bột ngọt. Đó. Thịt con vịt này rất là ngon, không có mỡ. Mua vịt gà cũng hên xui, mình đâu có được lựa đâu, người ta lấy mình mới mua một con, người ta bóc ra cho mình một con đại, có con thì ốm, con thì mập, nên hên xui. Rồi mình sẽ bỏ vô đây một xíu tiêu nữa đi, và sẽ để đây cho nó ấm khoảng 15-20 phút nữa, tiếng càng lâu càng tốt ha. Đó. Giờ mình sẽ đi đổ măng ra và mình sẽ đi luộc bún. Măng mình đã luộc được 15-20 phút rồi, giờ mình sẽ mang ra mình xả nước lạnh lại ha, và mình sẽ để ráo để tí mình xào nấu bún măng. Giờ thì mình luộc bún ha, bún này thì luộc cũng lẹ lắm, không có lâu như bún bò, thì mình cứ để đây cho nó sôi khoảng 5 phút rồi mình check coi ngay chính giữa nó mềm chưa, thì mình sẽ tắt bếp và mình đi xả thật nhiều với nước cho khi nào sạch thì bún nó sẽ tươi ngon y như là bún tươi của bên Việt Nam mình làm, mà nó còn ngon, nó không có bị mùi chua giống như bún tươi ở Việt Nam đâu mọi người. Bún khô nhưng mà luộc ra rửa sạch sẽ ngon hơn là bún tươi Việt Nam luôn. Và đây mình đã thử cọng bún của mình đã mềm được rồi, mình sẽ tắt bếp chờ một chút xíu. Khoảng 2-3 phút sau thì mình sẽ đổ ra rổ và mình rửa ha. Rửa lại với rất là nhiều nước cho nó trong nước thì thôi, và để vô rổ ráo. Trong khi chờ bún và măng ráo nước thì mình sẽ đi làm nước mắm gừng để tí mình ăn với bún măng. Thì mình sẽ băm một xíu tỏi ớt. Và gừng thì mình sẽ vắt khô nước đi. Mình dùng tay mình vắt cho nó hết nước và mình sẽ bỏ vô chén đường và mình sẽ vắt chanh vô. Thì chỉ có đường, chanh, nước mắm, tỏi, ớt và gừng thôi, không có nước lạnh, nước lọc gì trong cái nước mắm gừng ha. Thì nước mắm gừng nó phải sệt sệt và chua chua, ngọt ngọt, hơi mặn mặn một xíu cũng được, nhưng mà đừng cứng quá, thì tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình ha. Thì mình sẽ quậy tan đường và
chanh lên, rồi sau đó mình sẽ bỏ nước mắm vô, mình quậy cho đều và mình sẽ nếm thử coi coi vừa với lại khẩu vị của mình chưa, và mình sẽ bỏ tỏi ớt vô là xong. Xào thịt vịt đây, mình có chảo nóng, mình sẽ bỏ dầu ăn vô thêm xíu đi. Dầu này là dầu hành phi á cho nên rất là thơm. Mình sẽ bỏ gừng vô xào trước. Chảo vịt của mình nó đã tan thì mình cho vô đây một xíu đậu trắng mọi người, để cho nó thử bớt nhiều hôi nữa tiếp ha. Rượu vỏ trắng khúc qua nâu là rượu nấu ăn đó mọi người. Mình cứ hay lâu lâu mình hay bị chêm trứng ăn vô, thì có một tháng mọi người xem video của mình ở bên Việt Nam góp ý cho mình là đừng nên nói tiếng Anh, nói tiếng Việt không thôi, thì mình cũng rút kinh nghiệm là từ nay trở đi mình sẽ để ý hơn, đừng có nói tiếng Anh vô trong cái video này của mình. Cảm ơn những lời góp ý chân thành của ai đó đã xem video, rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ là nó xanh rồi ha, mình sẽ bỏ qua một cái nồi. Để mình nấu thì mình đã chuẩn bị cái nồi nó có nước lọc thôi, và mình đang nấu nó sắp sửa sôi rồi. Bỏ qua đây và mình hầm cho thịt nó mềm. Trong khi đó thì mình sẽ đi xào ăn. Đầu tiên mình cũng mới nấu măng khô á, cái mấy lần qua mình ăn thịt nấu măng hay là gà nấu măng, mình nấu măng khô không à. Đây là lần đầu tiên mình mới nấu măng khô đây. Mình nói là nó ngọt lắm, là măng mà tươi trẻ ra nấu liền, còn này đã qua đông đá rồi thì không biết nó có còn ngon như là ban đầu hay không. Chắc nó cũng giảm bớt đi rồi, nó ngon bằng lúc mà măng khô đây. Rồi bây giờ mình sẽ để đây, mình tắt bếp đi và mình chờ cho vịt chín thì mình sẽ bỏ măng qua ha. Mình đi qua bên kia mình sẽ đi vớt bọt và nêm nếm cái nồi thịt vịt của mình. Đây cái nồi
thịt của mình đang sôi thì nó có rất là nhiều bọt và mỡ, thì mình sẽ hớt hết bọt và mỡ đi ha. Bọt, đục và mỡ, mỡ rất là nhiều. Nói vậy chứ nấu lên thì thịt vịt nó ra mỡ cũng nhiều lắm chứ không có ít. Mà con này là ít rồi đó, con khác là hớt mấy tô luôn đó. Mình sẽ hết bỏ đi, nhà mình không có thích ăn béo nhiều quá. Ai thích ăn béo thì để, đúng mình là hết sạch luôn á. Nhưng mà nó hết sạch đi thì nó sẽ không ngon nữa, nhưng mà kệ đi. An toàn. Sợ bệnh không gì hết. Và bây giờ trong đây mình sẽ nêm thêm một xíu đường phèn vô cho nó ngọt thanh. Và mình sẽ nêm mắm muối vô. Mình mới nêm nước mắm ha. Chờ đây một xíu nữa rồi mình sẽ bỏ măng vô rồi mình mới nêm lại. Đây giờ nồi nước hầm thịt của mình đã chín rồi và nước rất là trong nè. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ măng vô. Mình đã thử thịt vịt rồi, nó đã mềm rồi ha. Thì mình sẽ bỏ măng này vô và mình nêm lại. Và mình có một cái nồi nước lèo này ăn với bún rất là ngon luôn. Cho hết vô, hấp dẫn quá. Giờ mình sẽ nếm lại coi nó vừa chưa. Đợi cho cái măng này nãy mình cũng đã nêm gia vị rồi đó, cho nên bây giờ mình sẽ thử một miếng xíu coi. Hết được cả một tô mỡ luôn đó mọi người. Giờ cái nước này nó trong lắm, để một xíu mỡ vậy cũng được, không đến nổi, không đến nỗi nào nhiều. Giờ mình chỉ nêm thêm một xíu nước mắm vô đây. Măng nó vô và nó thơm mùi măng rất là ngon luôn. Đây mình sẽ nêm thêm nước mắm là được rồi, tại nãy mình có nêm muối đường rồi, cho nên giờ chỉ thêm xíu nước mắm là mình nếm vừa theo cái khẩu vị gia đình mình rồi. Thì mình sẽ thôi, mình sẽ bỏ, chờ cho nó sôi lại. Và đây nồi bún của mình đã, nồi nước lèo của mình đã sôi lại rồi, thì mình sẽ bỏ mấy cái cọng hành lá vô. Cũng hành có ít quá, đáng lẽ có nhiều nữa mà hôm nay mình không có đi chợ mua hành cho nên chỉ có 4-5 cái rồi. Vậy là xong, mình sẽ tắt bếp và sẽ làm bún, một tô bún ra ăn thôi. Ok, bây giờ mình sẽ làm một tô, đây là bún. Giờ mình sẽ múc nước lèo vô. Mình mà thích ăn sơn sơ, mình không có thích ăn thịt lắm. Nêm hành ngò. Nêm hành phi. Đó, một tô rất là hấp dẫn. Ăn thì đã có nước mắm gừng, mình sẽ múc ra một chén nước mắm gừng riêng. Đấy, một tô thấy ngon không? Giờ mình sẽ trộn lên, mình ăn thử. Coi có ngon không? Thành quả của mình nấu từ nãy tới giờ. Thịt nạc ngon. Mình
gặm xương cũng ngon, thịt thịt mình thích. Rất là ngon luôn. Tự nấu rồi tự khen luôn. Giờ mình sẽ ăn một miếng măng. Măng vẫn còn giòn, ngon lắm. Rất là ngon và hấp dẫn. Nguyên cái đùi vịt. Đây mình chấm miếng thịt vịt vô trong cái nước mắm này. Nước mắm sền sệt. Mời một người nha. Rất là ngon. Rồi mình chỉ có review chút xíu cho mọi người thấy mình nấu bún măng vịt ở Mỹ, nhà mình nấu ăn kiểu như vậy. Rồi ai có cái cách nào nấu khác ngon hơn, hay hơn thì xin góp ý chia sẻ với mình nha. Rồi mình xin kết thúc video clip này hôm nay tại đây và xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người vào video clip tiếp theo. Bye bye.